Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em chữa hết phần bài đọc của đề thi vào 10 môn tiếng Anh ở Hà Nội. Các em hãy nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho tất cả các bạn cùng chứa nhé. Có hai bài đọc trong đề thi. Bây giờ đây là bài đọc điền từ đoạn văn có 5 câu. Với bài này chúng ta cố gắng dịch chi tiết từng vị trí của câu phải điền để phân tích xem là kiểm tra về ngữ pháp hay kiểm tra về từ vựng. Chúng ta sẽ đi vào từ đoạn đầu tiên. Cô sẽ dịch luôn nhé. Và các em cố gắng tập trung để luyện dịch. Mọi người thường tự hỏi xem họ nên chọn chơi một thể thao theo đội hay là thể thao chơi cá nhân. Nó thực sự là phụ thuộc vào bạn là kiểu người nào. Câu này đang kiểm tra về ngữ pháp. Giới từ đi sau động từ depend. Và cái này là cố định, các em phải thuộc thì mới có thể là chọn được. Phải nhớ depend thì phải đi với giới từ on nhé. Luôn đi với giới từ on. Vậy, trong bốn phương án A, B, C, D, chúng ta chọn C, on. In reality, trên thực tế, quan trọng là tìm xem là bạn phù hợp nhất với điều gì. Hãy bắt đầu với thể thao theo đội. Giống như bóng đá hay là bóng chày, có thể là rất là vui. Bạn có cái gì đây với người khác khi bạn luyện tập và chơi cùng nhau khi ở trong một đội? Vị trí này là sau dơ. Cần một danh từ về nghĩa. Trong bốn phương án A, B, C, D đều là danh từ. Chúng ta dịch A, idea, ý tưởng, ý kiến. B, change, thay đổi. C, opportunity, cơ hội. D, difficulty, khó khăn. Vậy đưa vào câu này, chúng ta sẽ đưa từ cơ hội vào là hợp lý nhất. Sẽ dịch lại câu này cho chắc nhé. Nào, bạn có cơ hội để be with, tức là ở cùng với những người khác khi bạn luyện tập và chơi cùng nhau trong một đội, như một đội. Đấy, có cơ hội nhé, là hợp lý nhất về nghĩa. You learn to work, bạn học cách làm việc với những người khác, cái mà dạy cho bạn là kiên nhẫn hơn và thấu hiểu hơn. In addition, thêm vào đó, bạn có thể chia sẻ cái thành công của bạn. Và câu số 3 này đang kiểm tra thể loại từ cần điền. Chúng ta nhìn A, B, C, D đều là các từ cùng họ hàng đúng không? Vậy xét về thể loại từ, trước hết là chữ E này đã. Chữ E này là nối hai từ cùng thể loại nhé, cùng dạng. Trước E chúng ta có danh từ success. Vậy sao nó đang cần danh từ ở đây? Đấy. Thành công và thất bại với đội của bạn. Trong bốn phương án A, B, C, D, danh từ là đi, thất bại. Động từ ở C, ở B này là động từ chia đuôi ed rồi, còn đây là to verb đúng không? Sang câu tiếp theo. On the other hand, mặt khác, các môn thể thao về chơi cá nhân như là tennis và điền kinh ấy, có thể giúp cho bạn cảm thấy tự hào về bản thân bạn và cho bạn cái sự thỏa mãn rất là lớn, bởi vì bạn dựa chủ yếu vào nỗ lực của mình và sự quyết tâm của mình. Bởi vì, xét về nghĩa ở đây liên từ là bởi vì là hợp lý nhất. Chúng ta có because. Gần sâu là vì vậy. Despite và although lại là mặc dù, đưa vào không hợp lý. Sang câu cuối cùng. Finally, cuối cùng, ở các môn thể thao cá nhân, bạn có set the goals, tức là mục tiêu của mình. Vị trí này trước danh từ goals thì đang cần tính từ. Đấy. Cái mà giúp bạn trở nên là tự tin và độc lập hơn. Đang nói chủ ngữ là bạn thì tính từ ở đây, tính từ sở hữu phải là của bạn nhé, set the goal. Còn ở be yours là đại từ sở hữu, không thể đứng trước danh từ kiểu này được. Ở see và đi thì không không phải là từ đúng. Không thể đưa vào vị trí này được. Đó là bài điền từ đoạn văn. Sau đây là chúng ta sẽ đi vào bài đọc trả lời đoạn văn, cũng có 5 câu.
Trước khi trả lời thì hãy đọc lướt, và trong quá trình đọc lướt thì cố gắng hiểu nghĩa của bài đọc nhiều như có thể, mà bạn nào dịch được chi tiết càng tốt. Chúng ta dịch: bạn có thể làm một vài thứ để làm bài tập về nhà ít căng thẳng hơn. Trước hết, hãy chắc chắn bạn hiểu những gì bạn phải làm trong bài tập của bạn. Hãy viết xuống trong quyển vở nếu bạn cần, và đừng e ngại hỏi các câu hỏi về những gì được mong đợi. Thứ hai, sử dụng thêm thời gian bạn có ở trường để làm việc bài tập về nhà của mình. Nhiều trường có thư viện mà đặc biệt được thiết kế cho những học sinh học và làm bài tập về nhà của họ. Thứ ba, hãy thiết lập bản thân mình. Bạn cần lập kế hoạch thời gian của bạn. Nếu mà đó là một ngày là có nhiều bài tập, bạn sẽ cần đi vote, ở đây là cống hiến, xét về nghĩa gốc nhé. Cống hiến nhiều thời gian đối với bài tập của bạn. Bất cứ khi nào bạn cần thêm sự trợ giúp, người đầu tiên bạn nên hỏi cho sự trợ giúp là thầy cô giáo của bạn. Đôi khi thật là tốt để có ai đó giải thích cái gì đó mà bạn không hoàn toàn chắc chắn. Thêm vào đó, bạn cũng có thể là có được một vài trợ giúp từ một học sinh khác, nếu như có một người bạn, người mà là một học sinh giỏi. Hãy nghĩ về hỏi người đó, yêu bảo người đó học cùng với bạn. Đó là nội dung của bài đọc. Chúng ta đi vào câu đầu tiên. In order to, để làm cho bài tập về nhà ít căng thẳng hơn. Điều đầu tiên là gì? Đoạn đầu tiên chứng minh, đúng không? Điều đầu tiên là hãy đảm bảo, hãy chắc chắn là bạn hiểu những gì bạn phải làm trong bài tập của mình, đúng không? Suy ra trong bốn phương án A, B, C, D. Đây, chúng ta sẽ dịch nhanh nhé. A là nhớ cái deadline là cái hạn cuối. B là đi đến thư viện ngay khi có thể. C là hiểu những gì bạn phải làm trong bài tập của mình. Và D là biết là ai có thể làm nó cho bạn. Vậy đúng nhất về thông tin trong bài là C. To understand what you have to do in the assignment. Number two, nếu bạn có thêm thời gian ở trường, bạn nên làm gì? Đưa vào đoạn thứ hai, đúng không? Thì bạn sẽ làm việc với bài tập ở nhà của mình. Và nhiều thư viện là được thiết kế đặc biệt cho học sinh là làm bài tập về nhà, đúng không? Như vậy, đáp án ở đây sẽ rơi vào phương án chúng ta giải. Phương án A là dành thời gian với các bạn, không đúng. Phương án B, sử dụng nó để lập kế hoạch cho ngày của bạn. C là sử dụng nó để hiểu bài tập. Và D là học mà làm bài tập về nhà. Vậy đúng nhất là D. Đi vote lúc nãy chúng ta dịch là cống hiến. Cống hiến nhiều thời gian để làm bài tập về nhà. Vậy gần nghĩa nhất là phương án nào đây? Spend là dành, develop là phát triển, waste lãng phí, reduce giảm. Vậy gần nghĩa nhất chúng ta có spend. Đưa vào câu, chúng ta thử đưa spend vào xem hợp lý không nhé. Bạn cần lập kế hoạch cho thời gian của bạn. Nếu như đó là một ngày nhiều bài tập, bạn sẽ cần dành nhiều thời gian cho bài tập về nhà của mình. Hợp lý chưa nhỉ? Number four, khi một học sinh cần một vài sự giúp đỡ, người đầu tiên hỏi sự trợ giúp là ai đây? Câu này thông tin rất rõ ràng. Đây, whenever you need some help, the first person you should ask for help is the teacher. The teacher là thông tin chúng ta phải chọn, đúng không? Như vậy đáp án sẽ chọn luôn phương án D, his teacher. Question 5, main idea là ý chính. Chúng ta đã dịch cả bài rồi và làm được 4 câu rồi. Vậy xem ý chính của nó là gì đây trong 4 phương án. A, học sinh có thể làm theo một vài lời khuyên để tránh lo lắng về homework. Trong bài này là một vài lời khuyên, đúng không? Đây, lời khuyên đầu tiên, first, second, third, xong rồi đến finally, đúng không? Như vậy phương án A này là phương án có vẻ là hợp lý đây này. Chúng ta dịch ba cái còn lại xem là có hợp lý không đã. B là học sinh có thể làm bài tập về nhà của họ trong các thư viện. Đây chỉ là một ý chi tiết trong bài thôi, chứ không phải là ý tổng quát.
C. Học sinh nên hỏi teacher của họ cho sự trợ giúp khi họ cần. Đây cũng là ý chi tiết. D. Học sinh có thể có một vài sự trợ giúp từ những người bạn của họ. Cũng là ý chi tiết. Vậy chúng ta có A, A, ý tổng quát và nó là ý chính, đúng không? Đó là toàn bộ bài đọc biên từ đoạn văn và trả lời đoạn văn cho đề thi vào 10 là ở lớp ở Hà Nội năm 2019. Các em hãy xem và tính xem mình được khoảng bao nhiêu câu. Thank you for the watching and listening.